mời chuyên gia tư vấn câu hỏi của khán giả Vũ Trí Bộ có số điện thoại là 0969, 3 số cuối là 743 ở Chí Linh, Hải Dương. Khán giả có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. 30 con gà cùng lứa tuổi, hiện nay có 2 con có biểu hiện là lù dù, đi ngoài phân trắng, phân xanh, đi lại khó khăn, ăn ít, gầy dần rồi chết, đã cho uống colistin, nước tỏi, giải độc gan, mổ khám thì thấy gan có sưng to và có lốm đốm trắng mờ. Ruột thừa thì to hơn bình thường. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục của hiện tượng này như thế nào? Xin mời chuyên gia tư vấn cho khán giả. Vâng, kính thưa anh Bộ, qua cái mô tả bệnh tích của cái đàn gà nhà anh ấy thì chắc chắn đây là gà bị hai bệnh. Một là thương hàn và hai là liên cầu khuẩn. Vì tất cả các cái dấu hiệu thì trên những cái bệnh này thì đều có dấu hiệu là gan sưng và hoại tử. Cho nên anh mổ ra thì anh thấy là gan nó lấm tấm, không có trạng thái bình thường. Thậm chí gan nó còn biến màu, có thể sang là cái màu đất thó. Và hiện tại thì anh đã dùng thuốc khá là đúng rồi đấy. Tuy nhiên thì là cũng chưa biết là chất lượng thuốc của anh như thế nào. Thì tôi có thể là tư vấn cho anh. Thứ nhất là bây giờ anh phải nhốt nhốt gà lại một chỗ, mình không thả nữa. Thứ hai nữa tức là khi mà nhốt ở trong chuồng ấy, thì cái độn lót chuồng là phải giữ sạch, giữ cho nó khô và nó tơi xốp, đừng để nó ẩm và nó bẩn. Tất cả những nguyên nhân đó thì đều dẫn đến là làm cho bệnh tăng nặng. Và đồng thời anh sẽ dùng các cái loại thuốc đặc trị cho uống, có thể là anh cho uống cái enrolosacin, không có thì anh dùng cái fluphenicol thì cũng tốt rồi. Hoặc thứ hai là anh dùng cái neomycin, thì trong cái neomycin này thì nó gồm có colistin và cái thành phần neomycin. Ở đây thì anh đã dùng colistin thì đúng rồi, tuy nhiên tôi vẫn nhắc lại là phải dùng đúng liều lượng. Liều lượng của nó là dùng 1 gram cho 10 kg thể trọng. Bởi vậy cho nên anh phải cân gà lên và anh lấy cái tổng gà đấy anh chia cho 10, nó ra cái lượng thuốc cần dùng. Và khi xác định cái lượng thuốc rồi thì anh sẽ cho uống một lần vào buổi sáng và buổi chiều, để anh cho uống thuốc bổ gồm có B complex bổ độc gan thận. Trong hợp này thì mình không cần phải dùng ADE, chủ yếu là dùng cái men tiêu hóa và cái bổ gan thận cũng như là cái B complex thì là tốt. Thì đấy là anh sẽ dùng theo cái tư vấn của chúng tôi thì và dùng đúng thuốc, dùng đúng liệu trình, 7 ngày liên tục cho uống, kết hợp với lại chăm sóc tốt thì gà nó sẽ khỏe. Dạ vâng, cảm ơn những tư vấn của chuyên gia, cảm ơn khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Sau này nó có bị lai giấu cái củ nhỏ vào nó trả được khẩu là lai qua lai lại á, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa tập, sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu,
Bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.